Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, cụm từ phòng cháy chữa cháy đang là cụm từ được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các quý vị đang sống ở chung cư. Và ngày hôm nay, xin mời quý vị sẽ cùng Thu Anh tham quan hệ thống phòng cháy chữa cháy. Đầu tiên, hệ thống báo cháy của tòa nhà sẽ bao gồm các thiết bị. Tủ báo cháy trung tâm chính là nơi hiển thị tất cả mọi thông tin liên quan đến mọi hoạt động trên hệ thống. Khi có báo động hoặc có lỗi kỹ thuật xảy ra, tủ báo cháy sẽ phát tín hiệu giúp chúng ta nhận biết được địa điểm cũng như lý do cháy để có các phương án xử lý phù hợp. Đầu báo khói và đầu báo nhiệt là các thiết bị được lắp đặt ở mỗi căn hộ để phát hiện ra khói cũng như nhiệt từ ngọn lửa, sau đó sẽ phát tín hiệu về trung tâm báo cháy. Công tắc khẩn hay còn gọi là nút nhấn khẩn cấp được sử dụng khi người dân phát hiện đám cháy xảy ra. Khi tủ báo cháy của trung tâm nhận tín hiệu về đám cháy của các thiết bị trên, chuông có vai trò vô cùng quan trọng để giúp cảnh báo người dân nhanh chóng sơ tán kịp thời. Hệ thống thứ hai vô cùng quan trọng đó chính là hệ thống thoát hiểm dành cho cư dân. Khi có sự cố, thang máy sẽ tự động đưa người về tầng gần nhất và mở thang để thoát ra ngoài. Khi phát hiện ra có cháy, người dân sẽ di chuyển thông qua lối đi thoát hiểm, gồm cửa chống cháy về hệ thống đèn chiếu sáng mặt đất dẫn lối. Khi có cháy, khói độc nhiều, hệ thống bơm gió tươi sẽ đưa khí tự nhiên vào bên trong căn hộ. Song song với đó, hệ thống hút khói hành lang sẽ đưa khói độc ra khỏi công trình khi có sự cố cháy. Và cuối cùng, trong trường hợp đám cháy lan rộng thì hệ thống chữa cháy sẽ xử lý vấn đề này. Còn đây là hệ thống bơm chữa cháy của tòa nhà, nơi cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống chữa cháy trong trường hợp có hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống chữa cháy tự động sprinkler là hệ thống chữa cháy phun nước tự động, đủ khả năng kiểm soát và dập tắt đám cháy khi mới hình thành. Trong mỗi tủ chữa cháy có hệ thống chữa cháy bằng ống dẫn nước, bình chữa cháy bằng bột loại 5kg và bằng khí CO2 3kg. Khu vực làn đường dành riêng để cứu hộ phòng cháy chữa cháy, bố trí làn đường rộng 6m, vị trí đổ xe riêng cho xe phòng cháy chữa cháy với nguồn cấp nước từ tòa nhà. Trong trường hợp xảy ra sự cố cháy, toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư sẽ được cấp nguồn từ máy phát điện dự phòng. Hệ thống điện này hoạt động độc lập với hệ thống điện trong chung cư, được bố trí ở khu vực an toàn và được ngăn chặn không cho đám cháy lan vào. Và đương nhiên không thể thiếu đó chính là chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy và biên bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đến từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp phép.